cấp dân gian chữa ốm vặt cực hiệu quả. Hiện nay có hàng ngàn sản phẩm giúp người tiêu dùng đối phó với các vấn đề sức khỏe thông thường, nhưng đôi khi chúng ta vẫn không tìm được thứ hiệu quả. Dưới đây là những bài thuốc dân gian dễ kiếm mà ai cũng nên biết. Dưới đây là những mẹo đã được dân gian đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm rất dễ thực hiện và vô cùng hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời. 1. Trị bỏng. Trẻ em thường hay nghịch ngợm và rất dễ bị bỏng. Trong trường hợp này các bạn hãy lấy ngay cây hoa 10 giờ giã nhỏ và đắp lên vết bỏng. Vết bỏng sẽ nhanh chóng hết rát và khỏi. 2. Trị nóng sốt. Lấy một nắm đậu xanh và gạo tẻ bỏ vào nấu cháo. Khi cháo đã chín thì lấy một nắm lá tía tô và lá dâu nhỏ rửa sạch, vẩy nước cho khô. Sau đó thái lá dâu và lá tía tô thật nhỏ bỏ vào nồi cháo, tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 5 đến 10 phút. Lúc này các bạn múc ra bát rồi cho trẻ ăn. Đây là bài thuốc dân gian trị sốt cho trẻ rất hữu hiệu. 3. Trị đau mắt đỏ. Hòa tan một thìa canh muối bột, muối tinh không có iốt vào một lít nước đun sôi để nguội, đựng vào chai sạch để dùng dần. Hàng ngày, nhất là lúc mới ngủ dậy, dùng bông sạch thấm nước muối trên lau mắt 4-5 lần cho sạch. Nhấp nháy mắt cho nước muối lọt vào trong làm tan những hạt li ti cụm lên trong mắt. 5. Bài thuốc đánh bật sỏi thận. Để chữa sỏi tiết niệu, bạn có thể lấy một quả dứa gọt vỏ, khoét một lỗ và cho vào đó một ít phèn chua 0,3g. Sau đó, bạn cho nước vào đậy nắp lại ninh trong 3 giờ. Xong hết, bạn ăn các miếng dứa và uống cả nước. Dùng liên tục trong 7 ngày liền và nhiều trường hợp đã cho kết quả tốt.